Anu Kassen từ sao nhí tài năng thành nữ vương, Jihan Si được yêu mến bậc nhất Bollywood. Anu Kassen sinh ngày 4 tháng 8 năm 2002, là một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng tại Bollywood. Anu Kassen nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả khi đảm nhận vai chính trong bộ phim cổ trang đình đám nữ vương Jihan Si. Anu Kassen hiện là diễn viên truyền hình kiêm người mẫu tuổi teen nổi tiếng của làng giải trí Ấn Độ, ra mắt công chúng vào năm 2009. Khi vừa tròn 7 tuổi, Anu Kassen lập tức được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Jahan Mai Ra Kelly của GTV. Nói tiếp thành công cũng trong năm ấy, cô nàng tiếp tục phát hành MV ca nhạc đầu tiên mang tên Hôm Cô hay Asa đem về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Từ đó cái tên Anu Kassen trở nên nổi bật và được xếp vào hàng ngũ những sao nhí đắt giá của điện ảnh Bollywood. Nữ diễn viên sinh năm 2002, tuy là một gương mặt còn khá trẻ, nhưng lại sở hữu cho mình gia tài phim ảnh đồ sộ mà nhiều nghệ sĩ khác có lẽ phải ao ước. Cô được rất nhiều đạo diễn tên tuổi tại Ấn Độ để ý và chọn mặt cửa vàng cho những tác phẩm đình đám, trong đó đáng kể đến như Raji Kuka Family, Internet Falalop, Devon Kerriu, Mehadiu, Liha Dovis. Không chỉ thành công với sự nghiệp phim ảnh, Anu Kassen còn khá đắt show với nhiều hợp đồng quảng cáo, các show diễn thời trang và được mời đóng các MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Ấn Độ. Sau nhiều năm hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, Anu Kassen đã thu về cho mình được một lượng fan hâm mộ khổng lồ và các tài khoản mạng xã hội của cô nàng hiện tại đã lên đến hàng chục triệu người theo dõi. Ở độ tuổi 20, Anu Kassen sở hữu sắc vóc vô cùng xinh đẹp, quyến rũ cùng phong cách thời trang trẻ trung năng động. Nữ diễn viên cũng làm riêng cho mình một kênh YouTube để chia sẻ các bí quyết làm đẹp, giữ gìn vóc dáng và tư vấn về thời trang, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người xem. Tuy dành phần lớn thời gian cho hoạt động nghệ thuật, nhưng Anu Kassen vẫn không sao nhãng việc học hành. Năm 2021, cô nàng thi đậu vào ngành điện ảnh tại trường Đại học Khoa học và Thương mại Thaku, Mumbai và điểm số cao ngất ngưỡng khiến cho nhiều người phải trầm trồ. Gần đây vai diễn nữ vương Jihan Si do cô đóng chính trong bộ phim cùng tên bất ngờ được dân tình đem ra so sánh với những đàn chị từng thủ vai này trước đây. Qua đó, nữ diễn viên được nhận xét là một trong những số người thể hiện trọn vẹn nhất hình tượng uy quyền và làm nổi bật lên vẻ đẹp của nữ vương Jihan Si. Với khả năng diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, Anu Kassen đã đem đến cho người xem những góc nhìn chân thật về câu chuyện cuộc đời của nữ hoàng nổi tiếng bậc nhất lịch sử Ấn Độ. Tóm tắt câu chuyện nữ vương Jihan Si Ấn Độ. Khi đất nước Ấn Độ bị xâm lăng, người con gái tên Menu đã anh dũng đứng lên cầm vũ khí, đánh đuổi quân xâm lược. Giờ đây giai thoại lịch sử hào hùng về nữ vương ấy đã được tái hiện lại một cách chân thực qua bộ phim Nữ vương Jihan Si. Lấy bối cảnh lịch sử về cuộc binh biến năm 1857 tại Tây Bắc Ấn Độ chống lại chính quyền Anh, bộ phim Nữ vương Jihan Si kể lại lịch sử về cuộc đời của Lalbhai Mepu từ khi còn là một cô gái thường dân đến khi trở thành nữ hoàng vĩ đại của vương quốc Jihan Si. Manu mang trong mình một khí chất bất phàm khi từ nhỏ đã tập viết chữ, cưỡi ngựa, cầm kiếm, chơi đánh trận và hạ gục hết đám con trai trong vùng. Thế nên cô nàng được chọn để trở thành vợ của Kangaha Rao, người trị vì vùng đất Jihan Si. Năm Manu lên 18 tuổi, nhà vua bất ngờ qua đời nên cô được tôn làm nữ hoàng và chính thức trở thành người lãnh đạo đất nước. Song vì còn quá trẻ nên việc cai trị của Manu gặp vô vàn thách thức, từ kẻ thù âm mưu đoạt ngôi báu trong vương triều đến sự lăm le xâm lược của chính quyền Anh. Gánh trọng trách to lớn trên vai, nữ hoàng Jihan Si lập tức cầm binh tiêu diệt các thế lực tạo phản, sau đó thành lập một đội quân chiến đấu hùng mạnh và xây dựng pháo đài vững chắc ngay trong cung điện của mình. Quân Anh nhiều lần ra yêu sách đòi sáp nhập vùng đất Jihan Si thành vùng lãnh thổ của nước Anh và tước quyền cai trị của nữ hoàng, nhưng Lalbhai Mepu đã đanh thép từ chối, quyết tâm cùng nhân dân chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành trì. Cô kêu gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, phát động nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Hàng loạt cuộc nổi dậy đòi tự do của người dân Ấn Độ nổ ra khiến cho chính quyền Anh nóng lòng phải điều quân đến Jihan Si đàn áp. Nữ hoàng trực tiếp chỉ huy quân đội dũng cảm chống trả quyết liệt, nhưng vì thế giặc quá mạnh nên cô đã hy sinh dưới lưỡi kiếm của người Anh. Tuy kháng chiến thất bại nhưng tinh thần đấu tranh của nữ hoàng Jihan Si đã nhanh chóng lan rộng khắp lãnh thổ Ấn Độ và làm tiền đề cho sự chiến thắng của những phong trào đấu tranh giải phóng đất nước sau này. Mãi cho đến ngày nay, nhân dân Ấn Độ vẫn luôn ghi nhớ công ơn và tôn thờ nữ hoàng Jihan Si như một huyền thoại vĩ đại của lịch sử dân tộc. Với bối cảnh lịch sử tráng lệ đầy uy hùng, được đầu tư trau chuốt về mặt kỹ xảo, hình ảnh cũng như xây dựng cốt truyện phim chặt chẽ, lôi cuốn đến từng chi tiết, nữ vương Jihan Si đã trở thành một trong những bom tấn lịch sử hoành tráng nhất của truyền hình Ấn Độ. Bên cạnh đó, phim cũng gây được tiếng vang
khi có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao hàng đầu Bollywood như Anuka Sen, Vika Manatala, Atat, CDV, Himanshu Panjai, Andy Vanis.